view ít nhưng mà tao vẫn làm, tao làm vì đam mê. Và đến bây giờ là mình vẫn nhớ là cái khoảng thời gian là ông giáo dừng lại ở khoảng 200.000 follow là nó trong vòng phải hơn 2 tháng, hơn 2 tháng, 3 tháng gì đấy. Kênh ông giáo review, cái trước khi mà ông giáo lên mặc cái đồ khăn xếp và lên mà làm cái đồ mà phong cách kiểu đập tay xuống bàn xong rồi nói về như này này, thì mình cũng nói thật là mình cũng thấy có vẻ là không khả thi nếu như mà cái màu sắc mà nó nhạt nhòa như thế này. Thật sự là thế. Nhưng mà ông giáo thì lại rất là hay chịu khó lắng nghe và cũng có xem là có góp ý, nghe góp ý từ anh em là bây giờ nên đổi theo phong cách như thế nào. Và sau đó thì vào một cái buổi mà offline của DC thì phải nhớ là hôm đấy là ông giáo có gặp và chị Hà băng chủ. Sau đó chị Hà cũng có gợi ý là ừ em có thể là đi theo cái phong cách như này. Và ông giáo quyết định là đi theo cái phong cách mà mặc đồ áo dài rồi là khăn xếp Việt Nam. Cũng bắt đầu từ thời điểm đấy. Thì anh em nhìn thấy bây giờ là 500 thôi, nhưng mà anh em phải biết là cái nỗ lực của ông giáo review từ cái khoảng, nó chính xác là từ khoảng tầm 3-4 tháng trước cơ. Không, không đến đâu, tầm 2 tháng thôi. Tầm 2 tháng trước thì các cái view của ông giáo rất là đẹp. Đôi khi là chỉ có 1-2 chục một video thôi, mà anh em biết là cái kiểu mà về review như này, nó tốn tiền đúng không? Nó tốn tiền và nó sẽ phải, anh em sẽ phải đi mua mua đồ vật dụng rồi là về review cũng rất là nhiều. Nhưng mà ông giáo lại có một cái hay đấy là view ít nhưng mà tao vẫn làm, tao làm vì đam mê. Và đến bây giờ là mình vẫn nhớ là cái khoảng thời gian là ông giáo dừng lại ở khoảng 200.000 follow là nó trong vòng phải hơn 2 tháng, hơn 2 tháng, 3 tháng gì đấy. Dừng lại là không phát triển một tí nào cả. Nhưng mà mới phát triển lại khoảng tầm, đây này, anh em nhìn lại những quả mà video ngày trước không? View lại đẹp lắm mà, lại đẹp lắm. Mà bắt đầu khi mà Hùng bạn, khi mà ông giáo bắt đầu là lên content khoảng tầm 1 tháng rưỡi đổ lại, gần 2 tháng gần đây, màu sắc đầu tư đèn đóm thứ nhìn trông nó xịn sò hơn và nó băm lên một phát là được 500.000 người follow, thì con số này nó là đáng kể đấy anh em ạ. Nên là nếu mà hỏi là anh em ở trong group ấy, thỉnh thoảng anh em mình sẽ phải, chắc là anh em cũng gặp cái trường hợp này nhiều rồi, kiểu gặp mấy cái ông kiểu anh ơi em nản quá, anh ơi view của em bị bóp tương tác, anh ơi kênh của em nó thế này thế kia nó không lên view được, em nản quá, mày nản thì nghỉ mẹ em đi. Những cái thằng nào mà đi tiếp được ấy thì thằng đấy nó mới gọi là kiếm được, tìm được cái kết quả xứng đáng với nó, đúng không? Chết thật. Hình như là cái cảnh này không phải là không phải là Kỳ Anh đến nhà của ông giáo review đâu, mà là quay ở nhà của Kỳ Anh ở Cao Bằng ấy, gọi là chỉ quay một cái cảnh mà mở cửa xong rồi giả vờ ngã ngã thôi. Ở đây anh em nhờ nhau collab một kiểu thôi, mỗi thế thôi là thành một cái content hay. Hay. Em nhầm nhầm. Cái này là nó làm bằng After Effects đúng không? Chứ không phải là có thật đúng không? Cái ốp này làm sao phát sáng được? Đúng rồi, cái ốp này là ốp đều mà. Chứ làm gì mà có chuyện mà phát sáng được thế? Sáng này. Tốn điện bỏ mẹ. Mẹ nó tốn điện mà nó nóng ấy. Kết hợp hai combo này nó mà nổ một phát thì thôi. Vừa giúp giảm thiểu lượng. Trời ơi, hôm nay thì mình mới mua được cái camera giả này để dọa cái bọn trộm. Nhất chỗ nào mà trộm nó dễ thấy nhất ấy. Nhưng mà các bác mua cái này sao? Giờ mà có cái này thì sợ gì Kỳ Anh nữa, đảm bảo ăn ngon ngủ yên. Cái đèn giả cam này dùng pin năng lượng mặt trời nhá, có rất nhiều chế độ sáng có thể điều chỉnh qua điều khiển này. Kỳ Anh.
giờ mà có cái này múa thì đảm bảo oai nhất xã. Đây là những gì tôi nghĩ. Còn thực tế thì... Ai ốt mà. Xem lại ông này ở không nhớ khoảng thời gian mà ông này ông bắt đầu ông làm video bao giờ nhỉ? À đây chuẩn luôn. Cái hồi mà mình gặp cái bên Tony Review kia là hồi tháng 11. Đây ông này ông ấy lên là vào hồi tháng mấy? Thế hệ 8 à? À đầu tháng 1. Đầu tháng 1 tức là tính đến bây giờ là tròn nửa năm. Tròn nửa năm làm TikTok. Đáng kể thật đấy. Đấy nói chung là ở trong DC thì mình vẫn thích nhìn những anh em mà kiểu anh em tự lên bằng, tức là anh em có cái sức bền ấy, anh em đi được với nhau nó xa ấy. Thật, chứ còn tôi thì nói thật là nhiều anh em nghe ở trên stream thì thấy thế thôi, nhưng mà thực tế có rất là nhiều từ những cái bạn mà năm ngoái mà mình tức là từ năm ngoái mình chạy cái chiến dịch mà tìm 100 kênh ấy, thì 100 kênh đấy bây giờ rơi rụng chắc là chỉ còn tầm khoảng hai mấy người thôi. Ủng hộ em trai. Thank you anh Luân. Chắc là 100 kênh đấy bây giờ dụng lại, nếu mà chiến dịch mà từ hồi tháng 11 ấy, đến tận bây giờ là dụng còn chỉ khoảng tầm 20 người. Thì 20 người đấy đến bây giờ có những người mà đi lên là từ triệu view, ví dụ như là Hùng Bá là thời đầu này, hoặc là ông anh thích nấu ăn này, tôi tin pet này, hay là một loạt những cái kênh mà kiểu liên quan về edu, về edu ở trên TikTok ấy. Thì đến bây giờ là anh em vẫn đang giữ là một cái độ bền, còn nhiều kênh kiểu như là hồi đấy thì là làm cho vui, xong về sau có thể nó lên hoặc có thể nó không lên được, xong rồi nản, anh ấy bị oải. Đấy. Thôi không sao đâu công ạ, làm đi, kiểu gì mà chả bị bóp, kiểu gì mà chả bị hạn chế, thì lúc đấy anh em mình mới ngồi đây với nhau, anh em mình mới có cái mà anh em mình ngồi bàn với nhau chứ. Chúc là lúc nào các ông mà cũng video các ông cũng lên thì các ông lên đây nói chuyện làm gì, đúng không? Ngoài ra anh em mình còn có cả cái cộng đồng với nhau, làm việc với nhau còn phê.